Angela Baby bật khóc tiết lộ sự thật ly hôn, chính Huỳnh Hiểu Minh không cần tôi. Cứ ngỡ rằng nguyên nhân Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby ly hôn là do phía nữ, nhưng mới đây vợ cũ của giáo chủ đã có những trải lòng về hôn nhân tan vỡ. Sau nhiều năm chung sống và có kết tinh tình yêu là một cậu nhóc khá kháo khỉnh, tiểu bọt biển. Nhưng vào ngày 28 tháng 1 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Dương Dĩnh chính thức tuyên bố ly hôn thông qua Weibo. Cả hai kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm bằng câu nói cảm ơn vì tất cả những gì trong quá khứ và tương lai vẫn là gia đình, chính thức chấm dứt quan hệ vợ chồng. Mặc dù cả hai tuyên bố vẫn là gia đình, nhưng những câu chuyện xoay quanh bộ đôi vẫn được quan tâm hơn ai hết. Ở giai đoạn đầu ly hôn, nhiều người cho rằng lý do dẫn đến cuộc hôn nhân rạn nứt đường ai nấy đi là do phía Angela Baby và cho rằng người đẹp kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh chẳng qua là làm bàn đạp để trở nên nổi tiếng. Một khi đạt được mục đích có chỗ đứng trong ngành công nghiệp giải trí thì đường ai nấy đi. Thậm chí có nguồn tin rằng trước khi đưa ra quyết định ly hôn chính thức, phía Huỳnh Hiểu Minh từng níu kéo cuộc hôn nhân 6 năm nhưng bất thành. Cũng cách đây không lâu, truyền thông Hoa ngữ từng đăng tải thông tin tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh đau khổ bật khóc đến mất kiểm soát và nói thẳng với người nhà mình rằng bản thân anh đã chọn nhầm người. Trước sự đau buồn của Huỳnh Hiểu Minh, người thân của nam diễn viên đã an ủi, hãy tìm người khác. Đến ngày 1 tháng 4, Sohu đưa tin Huỳnh Hiểu Minh đã rút toàn bộ vốn của mình tại trung tâm đầu tư cổ phần Ninh Ba Tinh Lưu. Đây là chi nhánh của AB Capital do công ty Angela Baby thành lập từ năm 2015. Theo Sohu, tỷ lệ đầu tư của Huỳnh Hiểu Minh chiếm đến 60%. Việc nam nghệ sĩ rút vốn khiến công ty của vợ cũ trải qua đợt biến động cơ cấu cổ phần phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Với việc rút vốn khỏi trung tâm đầu tư cổ phần Ninh Ba Tinh Lưu, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby hoàn toàn chấm dứt tình trạng bị trói buộc về quan hệ tình cảm lẫn hoạt động kinh tế. Không những vậy, theo HK01, cách đây vài ngày, Angela Baby đã trả lời phỏng vấn trong một chương trình tại Đại Lục. Khi nhắc đến chuyện ly hôn, cũng như được hỏi về Huỳnh Hiểu Minh, cô ấy đã mất kiểm soát cảm xúc trong một thời gian và cô ấy đã vỡ òa khóc và hét lên, chính Huỳnh Hiểu Minh không muốn tôi nữa. Sau khi kìm được cảm xúc, Angela Baby lại cho biết rằng bản thân cô đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ, thậm chí đã thay đổi rất nhiều vì Huỳnh Hiểu Minh, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tôi đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng anh ấy đã chọn rút lui trước và tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình đã sai và không thể cứu vãn được tình hình. Với những gì mà Angela Baby chia sẻ, có thể thấy rằng bản thân người đẹp rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Sau khi ly hôn vào tháng 3, Angela Baby dính tin đồn hẹn hò với một đại gia, được anh cưng chiều như công chúa. Tuy nhiên, phía Angela Baby đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Chia sẻ với những người bạn thân thiết của mình về việc hẹn hò, Angela Baby cho rằng bản thân người đẹp không muốn nghĩ tới chuyện bước vào mối quan hệ mới sau khi ly hôn. Mối quan tâm lớn nhất của cô lúc này là sự nghiệp và con trai. Hiện tại, Angela Baby đang tập trung quay hình cho bộ phim truyền hình mới Hồi ức chạng vạng cùng nam diễn viên Nhậm Gia Luân. Đây cũng là dự án phim đánh dấu sự quay trở lại của cô sau nhiều năm tập trung vào việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh dự án Hồi ức chạng vạng, người hâm mộ của Angela Baby còn có cơ hội gặp mặt nữ diễn viên thường xuyên hơn trong các bộ phim truyền hình khác như Trần Duyên, Dáng vẻ nên có của tình yêu, Phong khởi lũng tây, Màn ảnh tầm trung. Đây được kỳ vọng là những dự án vực dậy sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt của Angela Baby trong vòng mấy năm trở lại đây.